Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình lên rừng để đi thu hái cây sả vàng về Lâm Thuộc mọi người. Và khi đi tới khu vực này, mình bắt gặp được một cái cây sả vàng đã bị người dân người ta chặt cái thân. Bây giờ nó đâm chồi lên rất là nhiều và cực kỳ là đẹp. Nên mình quay video này để chia sẻ tới mọi người loài cây thuốc quý này. Sả vàng nó là cây gỗ léo mọi người, nó thường mọc tựa vào các cây khác để leo lên cao. Nó có thể dài tới hàng chục mét. Thân non của nó thì có lõm mọi người, lõm rất là nhiều, thân hình trụ. Còn khi về già thì nó chuyển thành màu hơi vàng vàng mọi người. Đây mọi người, thân già của nó đây, chỗ này, đoạn này đã bị người dân người ta chặt rồi. Còn thân bánh tẻ thì có màu đỏ đỏ mọi người. Đây mọi người. Và cây này rất là thơm mọi người, đặc biệt cái lá của nó này, lá thì mục đội mọi người, cặp là trên và cặp là dưới có hướng ngũ góc, lá lông rất là nhiều, lá có hình trứng mọi người, lá lông rất là mịn mọi người, lông như nhung. Và khi mọi người vo nát lá của cây sả vàng này ra mọi người này, thì nó có một mùi thơm rất là ngọt mọi người, mùi thơm mọi người cực kỳ là dễ chịu, rất là ưa ngửi. Còn công dụng lâm thuộc của cái cây sả vàng này thì trong nhân dân nó thường được dùng để trị ăn uống kém tiêu này, rồi dùng để kích thích tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng cho phụ nữ sau sinh và những cái người yếu ốm yếu, rồi dùng để trị các cái bệnh về xương khớp, rồi viêm gan, rất là tốt mọi người. Ngoài ra nó còn được dùng để nung trống.